Nhờ các bạn, vô đây chơi. Vô đây. Đây là phòng khách của Hồ Việt Trung nè. Đây là không gian bếp ở nhà. Giờ mở tủ lạnh ra coi nha, trong này có gì nha. Trung mới đi lưu diễn gần cả tháng trời về nên là đồ đạc trong này cũng không có nhiều cho lắm. Mình đi diễn tới đâu thì mình thích cái gì thì mình mua cái đó. Còn đây là thịt thà thương thi, bò có, cá có, đặc biệt là Hồ Việt Trung mình thích ăn cá, mà đặc biệt cá hú là còn thích nữa. Cá hú nấu canh chua là đúng bài luôn. Còn thịt bò là luôn luôn phải có. Thường thì thịt bò là cái món ăn mà nó bổ sung rất là nhiều protein cho mình. Mình lấy sức khỏe lại, mình đi hát, mình mệt, mình ăn cái đó nó cũng ok, mà nó dễ làm nữa. Chỉ cần khoảng chừng độ 30 giây là có món thịt bò ăn liền, xào lên ăn cơm liền. Trong tủ lạnh là các bạn thấy lúc nào Hồ Việt Trung cũng có mật ong hết. Mình đi hát, mình vận động cái cổ họng của mình mỗi ngày thì nó dễ bị viêm, bị đau họng. Thì mật ong là một cái loại thực phẩm tốt nhất để mình trị những lúc mình bị khan tiếng, là mình bị đau họng, là mật ong tốt nhất. Uống thuốc nhiều, thuốc tây nhiều nóng lắm. Rồi mình bị bao tử nữa, thì cái này nó cũng giúp cho mình là trị bao tử. Sô-cô-la cũng là một món ăn rất là ưa thích, ăn vặt. Qua hát Bến Tre thì trên đường về có mua một cái này mà nếu một số quý vị không biết cái này hay không. Cái này gọi là củ hủ dừa, cái đọt của cây dừa ở trên đó, khi mà ta chặt đi thì một cây chỉ một cái một thôi. Mình sẽ trộn gỏi nè, rồi mình nấu canh hầm với giò heo rồi cũng ngon lắm. Rồi còn rau, tất cả mọi thứ, cá, thịt, xương hầm để dành mình hầm. Mình nấu canh hay gì đó, thường thì mình nấu súp, hay là mình muốn nấu một cái món mình nấu nuôi mình ăn, thì lúc mình ngán cơm á mình nấu nuôi, hay là mình nấu bánh canh ăn đó, thì mình cần cái này mình bỏ vô mình hầm cho nó ngọt nước cái đó. Nem hôm qua cũng mua dưới Bến Tre. Đặc biệt nữa, khô. Cũng tâm sự mọi người biết là có hai cái món ăn mà Hồ Việt Trung lúc nào cũng thích, đó là khô với lại mắm. Thế là ngày nào ăn mắm cũng được, ngày nào ăn khô cũng được. Nhà Hồ Việt Trung lúc nào cũng là khô cá dứa nè, rồi khô cá lóc, đi tới đâu là Trung mua khô tới đó. Khô cá kèo có, khô cá khoai, khô cá chỉ vàng. Trung mua đồ rồi mình ra, mình thích ăn món gì đó, mình mua cái món đồ đó, mình ra ngoài chỗ mà người ta bán cơm đó, mình nhờ người ta nấu giùm, thịt luộc, trứng chiên, những cái món này là cũng thường ăn ở nhà và dễ ăn nữa. Tại vì khi mình đi diễn ở bất cứ chỗ nào, không phải lúc nào những cái món ăn ở đó cũng hợp khẩu vị, thì cái món thịt luộc và trứng chiên là hai cái món mà dễ ăn dễ xài nhất. Trung rất thích ăn vặt luôn. Đi tới diễn tới chỗ nào là phải kiếm đúng cái món ăn đặc sản ở đó. Đó, ra ngoài Đà Nẵng là phải ăn đúng mì quảng ngoài đó, rồi đi vô Bình Định là phải ăn bún cá đó, rồi mình đi về miền Tây là phải ăn bún mắm chẳng hạn vậy đó, rồi ra ngoài Hà Nội là phải ăn bún chả. Nghĩa là tất cả những nơi nào mà có đặc sản là Hồ Việt Trung đều phải tìm ăn cho bằng được, mà phải đặc biệt là phải tìm đúng cái quán ngon nhất ở đâu để mà ăn. Nên quán không ngon không ăn.